Sáng ngày 16 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại xã Thượng Trưng. Đồng chí Lê Trí Thái, huyện Ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dự và chủ trì buổi kiểm tra. Dự buổi kiểm tra có lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, cán bộ phụ trách tổng hợp, cán bộ phụ trách chỉ tiêu, tiêu chí chương trình nông thôn mới nâng cao xã Thượng Trưng. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Thượng Trưng, tiến độ thực hiện duy trì đạt chuẩn chương trình xã nông thôn mới theo quy định giai đoạn 2021 đến 2025 của xã đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được 18 trên 19 tiêu chí. Tiêu chí chưa đạt là chỉ tiêu 13.3 của tiêu chí 13. Tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao của xã đã thực hiện được 11 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông, giáo dục, văn hóa, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường, chất lượng môi trường, quốc phòng và an ninh. Nguyên nhân các tiêu chí chưa đạt là do ý thức của một số người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải ngay tại hộ còn hạn chế, trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, một số người dân nhận thức về các dịch vụ trực tuyến, từ xa trong lĩnh vực y tế còn nhiều hạn chế. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những chỉ tiêu trong tiêu chí chưa đạt, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí trong thời gian tới. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Lê Chí Thái huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, của ban chỉ đạo xã, thôn, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã. Để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Lê Chí Thái yêu cầu xã cần tích cực, khẩn trương giả soát, đánh giá nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể để theo dõi, giám sát thực hiện các tiêu chí đạt theo lộ trình đề ra đối với chỉ tiêu tiêu chí đã đạt xã phối hợp chặt chẽ các cơ quan chuyên môn phụ trách các tiêu chí giả soát cập nhật hoàn thiện hồ sơ theo quy định